Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng sinh thường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Trong live stream ngày hôm nay, tôi và các bạn sẽ đồng hành cùng mẹ Nguyễn Thị Trang trong hành trình vượt cạn nhé. Hiện tại thì mẹ Trang đang được các bác sĩ hỗ trợ sinh bé rồi các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng nhau gửi những lời cổ vũ và động viên ở bên dưới phần comment này để mong cho mẹ bầu vượt cạn bình an suôn sẻ nhé. Và đặc biệt là trong buổi live stream ngày hôm nay, tôi cũng sẽ chia sẻ đôi chút thông tin về chủ đề trường hợp nào thì mẹ bầu được chỉ định sinh thường và trường hợp nào mẹ bầu được chỉ định sinh mổ. Đây có lẽ là chủ đề mà hầu hết các mẹ bầu quan tâm và lo lắng trước thời điểm đi sinh. Theo dõi đến cuối để không bỏ lỡ thông tin cần thiết này các mẹ nhé. Quay lại với phòng sinh, như các bạn đang thấy thì hiện tại bác sĩ và ekip đang tích cực động viên và hỗ trợ để chị Trang dặn sinh. Các bác sĩ đang hướng dẫn để chị Trang dặn theo đúng cách, tránh mất sức. Với trường hợp của chị Trang, theo các kết quả siêu âm trước sinh, các bác sĩ Thu Cúc TCI đã tiên lượng đây là một ca sinh khó do khối lượng thai nhi được dự đoán khá lớn, khoảng 3,9 kg, phù hợp với sinh mổ. Nhưng mẹ nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, ối đã vỡ, cộng với mẹ có nguyện vọng theo dõi sinh thường trước, nên các bác sĩ đã theo dõi để mẹ sinh thường. Vì con yêu, hãy cố gắng lên mẹ Trang nhé! Vâng, theo như tôi đang quan sát được thì có vẻ là các bác sĩ của chúng tôi đang theo dõi để xem mẹ Trang có khả năng tiếp tục sinh thường được hay không và đưa ra phương án an toàn nhất cho cả mẹ và bé. Vâng các bạn ơi, do tình trạng của mẹ Trang đã khá kiệt sức do dặn sinh, thai nhi khá lớn không thể lọt qua khung chậu mẹ, khiến mẹ khó sinh thường, tim thai có dấu hiệu suy nên các bác sĩ Thu Cúc TCI đã quyết định chỉ định chuyển từ sinh thường sang sinh mổ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con ạ. Chỉ một lát nữa thôi thì hai mẹ con sẽ được gặp nhau rồi. Chị Trang ơi, chị hãy bình tĩnh và cứ yên tâm tin tưởng vào các bác sĩ của Thu Cúc TCI nhé. Các bác sĩ của chúng tôi đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ và các bác cũng đã từng gặp rất nhiều ca sinh khó rồi ạ. Ekip trong phòng sinh tại Thu Cúc TCI lúc này đang nhanh chóng thực hiện các bước chuẩn bị để mẹ Trang chuyển sang trạng thái sinh mổ. Và các bác sĩ thì đang tiến hành gây tê tủy sống vùng lưng trước khi bắt đầu vào ca mổ đấy ạ. Như các bạn có thể thấy thì các bác sĩ và ekip đều thao tác rất khẩn trương, nhưng trong những bước quan trọng như vệ sinh vùng tiêm, gây tê tủy sống thì vẫn luôn được thực hiện rất cẩn thận. Bác sĩ chính thực hiện mổ lấy bé cho chị Trang hôm nay là bác sĩ Phan Đình Sáu. Bác đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa tại các bệnh viện lớn trong nước và quốc tế. Mẹ Trang cũng như gia đình có thể hoàn toàn yên tâm vì bác sĩ Sáu đã trải qua hàng nghìn ca đỡ đẻ, mổ đẻ và có kinh nghiệm trong việc xử trí các ca khó rồi ạ. Vâng, bác sĩ và đội ngũ của chúng tôi đang bắt đầu các bước mổ đầu tiên. Các mẹ theo dõi và chờ đón bé cùng với mẹ Trang tại Thu Cúc TCI nhé. Thank you.
Theo quan sát của tôi thì các bác sĩ đang khéo léo đưa em bé ra khỏi bụng mẹ rồi. Chúng ta sắp được nhìn thấy em bé rất đáng yêu của mẹ Trang đấy ạ. Em bé đã được đưa ra khỏi bụng mẹ rồi các bạn ơi. Ekip đang vệ sinh và chuẩn bị cắt dây rốn cho bé con ạ. Các bạn có nghe thấy tiếng khóc chào đời của em bé chưa ạ? Mẹ Trang đã nghe thấy và có vẻ đang rất xúc động rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng khóc chào đời mà mẹ đã mong chờ suốt 9 tháng 10 ngày. Trải qua bao nhiêu đau đớn của lần sinh khó này khiến những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa các bạn ạ. Một em bé rất đáng yêu, mẹ Trang đã vất vả nhiều rồi. Xin chúc mừng gia đình ạ. Hiện tại thì em bé của chị Trang đang được các cô điều dưỡng tiến hành làm vệ sinh sạch sẽ, trong khi mẹ Trang được đội ngũ bác sĩ hoàn thiện các bước khâu vết mổ. Em bé sau khi được bác sĩ đưa ra ngoài thì sẽ được các bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát, kiểm tra sức khỏe tim phổi và đánh giá các phản xạ tự nhiên các bạn ạ. Việc này giúp phát hiện sớm vấn đề sức khỏe của bé và kịp thời đưa ra phương pháp can thiệp sớm nếu cần thiết. Như các bạn thấy thì em bé của nhà chị Trang trộm vía rất bụ bẫm và đáng yêu đúng không ạ? Sức khỏe của em bé sau sinh cũng rất tốt ạ. Ngoài thăm khám sức khỏe ngay sau khi chào đời, bé sinh tại Thu Cúc TCI còn được tiêm miễn phí vitamin K và vaccine viêm gan B ngay sau sinh đó ạ. Ba mẹ có thể hoàn toàn yên tâm đón con yêu chào đời tại Thu Cúc TCI nhé. Bé hiện đang được đưa đến gặp mẹ, chị Trang chắc chắn là đang rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được trông thấy con, lần đầu tiên được xa kề ra với con. Những cảm giác thiêng liêng và kỳ diệu này chính là động lực to lớn để vượt qua những lần đau đớn sinh con mà các cụ ta hay ví là phụ nữ đau đẻ như gãy 20 cái xương sườn cùng lúc. Chỉ cần thấy con khỏe mạnh chào đời thôi thì với mỗi người mẹ điều đó không là gì cả ạ. Xin chúc mừng chị Trang và gia đình đã có một bé gái khỏe mạnh và đáng yêu ạ. Bây giờ cô điều dưỡng đang đặt bé lên cân và cùng xem bé nặng bao nhiêu ạ. Vâng các mẹ ơi, bé nhà chị Trang nặng 3,93kg, cân nặng tương đối lớn nên gây ảnh hưởng tới việc sinh thường của chị Trang, bắt buộc các bác sĩ phải chuyển hướng sang sinh mổ, dù gia đình rất mong muốn lựa chọn phương pháp sinh thường ạ. Quay trở lại phòng sinh thì ngay lúc này em bé có lẽ đang là động lực to lớn để mẹ Trang cố gắng vượt qua giai đoạn cuối cùng của hành trình vượt cạn, đó là khâu vết mổ sau sinh. Trong lúc chờ đợi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính trong livestream ngày hôm nay, đó là khi nào thì mẹ bầu được các bác sĩ chỉ định sinh thường và khi nào mẹ bầu sẽ được các bác sĩ chỉ định sinh mổ. Sau khi được các bác sĩ thăm khám và quyết định thì các trường hợp mẹ bầu đủ điều kiện sinh thường sẽ bao gồm: sức khỏe của người mẹ phải đủ tốt, đủ khả năng để có thể vượt cạn thành công. Mẹ cũng chưa từng sinh mổ trước đó. Mẹ không mắc các yếu tố cản trở đường ra của thai nhi như u xơ tử cung, u tiền đạo. Không mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục tiết niệu như lậu, giang mai, xui mao gà. Sức khỏe của thai nhi tốt, không bị xa dây rốn, không bị suy thai. Và một yếu tố quan trọng nữa là ngồi thai thuận. Tuy nhiên trong một số trường hợp sau thì bác sĩ buộc phải chỉ định mẹ bầu sinh mổ hoặc chuyển sinh mổ ngay khi cần thiết như mẹ Trang của chúng ta vừa rồi. Đó là sức khỏe của mẹ yếu, sản phụ có khung chậu bé hoặc chu vi vòng đầu của thai nhi lớn, kích thước thai nhi lớn hơn mức trung bình, thường đối với thai nhi nặng từ 4kg trở lên. Cũng có thể là vị trí thai nhi không thuận lợi cho sinh thường như ngồi ngược, thai nằm ngang, ngồi mông. Hoặc do người mẹ mắc các chứng bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục như lậu, giang mai, xui mao gà hoặc u xơ tử cung, u tiền đạo gây cản trở đường ra của trẻ. Do mẹ đã chuyển dạ nhưng tử cung không co bóp hoặc lực và tần suất co bóp quá yếu, không đảm bảo cho cuộc sinh thường được diễn ra thuận lợi. Mẹ đã có tiền sử mổ đẻ trước đó và hiện tại vết mổ cũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Các trường hợp suy thai, đa thai. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, khi các mẹ đã đăng ký gói thai sản TCI thì các bác sĩ sẽ thăm khám cực kỳ kỹ càng trước sinh và chỉ định phương pháp sinh tốt nhất cho cả mẹ và bé. Các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm, mọi vấn đề liên quan đến mẹ và thai nhi đều được các bác sĩ tại khoa sản của Thu Cúc TCI chú ý cặn kẽ để làm sao cho mẹ bầu có một hành trình vượt cạn trọn vẹn nhất ạ.
xem nào. Vâng, quay trở lại với hành trình đi sinh của chị Trang. Em bé đã được các cô điều dưỡng đeo vòng định danh, mặc quần áo chỉnh tề và đang tạm biệt mẹ để chuẩn bị ra gặp bố. Cô điều dưỡng đang giúp trao bé đến tay của bố rồi đây. Bé cũng đang được thực hiện phương pháp kế da về bố ạ. Trộm vía bé rất đáng yêu và ngoan trong vòng tay bố. Bây giờ thì các cô điều dưỡng đang dặn dò bố và trao đổi với bố về tình trạng của mẹ Trang ạ. Thay mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình chị Nguyễn Thị Trang đã tin tưởng và lựa chọn Thu Cúc TCI là nơi đồng hành trên chặng đường đón bé. Một lần nữa, Thu Cúc TCI xin chúc mừng gia đình, chúc mừng mẹ Trang vượt cạn thành công và chào đón công chúa nhỏ chào đời ạ. Có lẽ đã đến lúc số livestream hôm nay của Thú Cúc TCI phải dừng lại để nhường những giây phút riêng tư cho hai bố con cũng như gia đình chị Trang. Mong rằng những thông tin trên mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp các mẹ hiểu thêm về điều kiện được chỉ định sinh thường và sinh mổ, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình vượt cạn của mình. Các bạn còn những thắc mắc nào, hãy để lại comment để được Thu Cúc TCI hỗ trợ kịp thời nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những livestream tiếp theo.